Rồi có ri đi. Cái này nhìn quen quen mà không biết. Đi chưa con, đi chưa? Con đi cái hồi mùa đông đúng không? Hồi mùa hè con chưa đi đúng không? Hả, con nhìn quen mà con không biết đâu. Đâu có hồi mùa đông là con cho con ri đi mà. Đúng không? Không có cái gì đó trong nhà, cái gì đó. Không biết gì hết. Our kitchen, our commercial kitchen. Oh, okay. We do, like, if you look in our cooler, we've got soups and stir fried pots. Nó còn dưa leo nè. Thôi. To chứ, chắc hột không á. Dưa leo hơi bự. Còn dưa leo. Cái này dưa leo bé này, dưa leo này để ngâm ngâm chua này. Cái nào to nhất? Nó nào nó đi đưa lên hai cái má rồi coi. Đi đưa lên hai cái mặt cho là biết nha. Mà cái này tôi mua bắp cải em nhìn ngon chưa này. Muốn ăn một đôi. Dưới cái tay này si sô muốn biết là cái gì, ý là mình đóng rồi mình muốn biết là cái gì. Cái này có phải cái lá để cuốn to không? À, cho hải hướng một cái tô Quân ơi, hôm nay ở kia chơi nha. Góp 2 đồng 75 mà có 2 đồng to một đó đó cá lã mộng. Cái mà có trồng nữa, có tươi, nó đẹp, vậy ai đi mình trồng nó teo đi. Trồng thuốc. Đấy, năm cái miệng. Hành với cả tỏi đấy. Cái nào có ban nhạc đây chơi? Buổi ban ngày mà cũng chơi à? Rồi cái hoa này phải mưu hoa. Hoa gì đó ta quên rồi. Ớt. Ớt 5 đồng chậu. Cái hoa này giống như hoa gì quên rồi. Không biết nói thì sao.
Mà đi tôi bay của mình lại đi. Sân đá banh kìa. Sân đá banh kìa. Nhông xuống. Hi. Long time no see. Hôm nay chúng ta sẽ review cách để chơi trò chơi này. Đây để chơi xem là quay em đi. Hello các bạn, bây giờ mình sẽ bắt đầu chơi nha. Tôi ngừng quay đợi nào vậy? Quay đi. Tức nha. Sợ té quá. Chơi sợ té mày. Trời không chơi được rồi các bạn. Trời ơi, chơi vậy chết rồi. Mình bèo quá. Rồi chơi cho tiếp theo đi. Ok, bây giờ mình sẽ chơi trò. Chính là trò này. Rồi chơi đi. Trò này nhìn rất là thú vị chứ là mình chơi thử. Chờ mà. Chơi đi, chưa lúc thôi mà. Em sợ. Vậy thôi. Rồi chơi tiếp theo. Xin chào các bạn, mình đã chơi xong. Còn gì nữa đây. Mình sẽ trải nghiệm cầu tuột nha các bạn. Bạn nào ở đây có ai xem đâu. Đây trải nghiệm cầu tuột mà. Rồi chơi đi. Mình sẽ tuột nha các bạn. À, em sợ. Ui giời. Mình đã tuột xong rồi bây giờ. Chạy lên lại. Mình sẽ trải nghiệm cái nào đây. Mình trải nghiệm cái này nha các bạn. Ây vô 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 vô, mình không lên được các bạn ơi. Mình phèn quá mà.
Các bạn ơi, bạn này khó lên nha các bạn. Đu sao nổi. Xin chào các bạn, mình đã lên được rồi. Mình sẽ chơi trò khác nha các bạn. Mình sẽ chơi trò gì đây các bạn ơi? Sợ quá. Không biết mình nên chơi trò gì đây các bạn. Ok. Không biết gì hết. Đây, mình sẽ chơi trò này nha các bạn ơi. Phải kệ đi, có ai xem đâu mà. Xin chào các bạn, mình đã quay tới nơi rồi. Bạn thử chèo cái này đi. Tụt cái tụt 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 t